Xin chào các bạn. Để tiếp tục với chủ đề Mỗi ngày một món ngon, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món mì tươi nấu sườn non. Món ăn này mình dành tặng riêng cho cô giáo đầu tiên của mình. Người đó không ai khác chính là mẹ của mình. Thì mẹ chính là cô giáo đầu tiên dạy mình biết nói bập bẹ, là người dạy mình bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Mẹ mình cũng chính là người lái đò đưa bao thế hệ sang sông, và cũng chính nghề giáo đã đưa ba mẹ mình đến được với nhau. Mình thật tự hào khi mình lại tiếp tục con đường lái đò để đưa bao thế hệ sang sông. Hôm nay, sau khi dựng lễ chào mừng ngày nhà giáo xong, thì mình trở về nhà với vai trò là con của mẹ, là người học trò đã học mẹ trong suốt gần 40 năm qua, và mình thực hiện món ăn này để dành tặng riêng cho mẹ mình, cô giáo đầu tiên trong cuộc đời của mình. Để thực hiện món ăn thì mình cần thu hái một ít rau củ ở trên vườn. Đầu tiên là mình sẽ thu hoạch su hào tím và cắt một ít hành lá. Tiếp theo mình sẽ cắt một ít hẹ. Lưu ý khi thu hoạch hẹ thì mình nên cắt sát gốc. Sau đó sẽ phủ một lớp mỏng phân đất trên bề mặt, thì đợt hẹ tiếp theo sẽ mập mạp hơn. Nguyên liệu gồm cà rốt, su hào, ngò rí, hành lá, hẹ và hành tây. Sườn non thì mình sẽ chặt miếng vừa ăn. Trứng gà, nên chọn trứng gà ta để sợi mì sẽ lên màu vàng đẹp hơn. Gia vị để nêm gồm hạt nêm, nước mắm, tiêu và muối. Ngoài ra nguyên liệu không thể thiếu đó chính là bột mì. Đầu tiên mình sẽ trụng sơ sườn non qua nước sôi. Mình sẽ vớt sườn ra, rửa sạch qua nước lạnh rồi đi hầm. Hành tím lột vỏ, đập dập. Hành tây lột vỏ, cắt muối cam. Ngò rí cắt lấy gốc. Tiếp theo mình sẽ ướp gia vị để hầm gồm hành tím, hành tây, gốc ngò rí. Muối, hạt nêm, tiêu nước mắm, và cuối cùng mình sẽ cho nước vào để hầm. Tiếp theo mình sẽ gọt vỏ và cắt cà rốt.
Kế đến sẽ gọt vỏ và cắt su hào. Lưu ý, trong quá trình hầm thịt thì mình nên vớt bọt thường xuyên để nước dùng sẽ trong hơn. Sau khi hầm sườn non được 30 phút thì tiếp tục mình sẽ cho cà rốt và su hào vào để hầm tiếp, cho đến khi nào cà rốt và su hào mềm thì tắt bếp. Tiếp theo mình sẽ cắt hẹ thành khúc vừa ăn. Tiếp tục mình sẽ cắt ngò rí, hành lá. Bây giờ mình sẽ trộn bột để cán mì. Cho thêm một ít muối vào bột mì, trộn đều. Rồi sau đó đập trứng gà cho vào bột mì. Nhồi bột cho đến khi nào bột không còn dính tay nữa là được. Để chuẩn bị cán bột thì trước tiên mình sẽ rắc một lớp bột mỏng lên thớt. Ngắt cục bột vừa phải, sau đó ấn dẹp và dùng thanh cán để cán mỏng. Sau đó dùng dao để cắt mì, sợi to hay sợi nhỏ thì tùy vào sở thích của mỗi người. Riêng mình thì mình thích ăn sợi to, bởi vì sợi to khi nhai sẽ tạo độ giòn sực, ăn sẽ ngon hơn. Cuối cùng rắc lên trên mặt một lớp bột mỏng, mục đích là để tránh các cọng mì dính vào nhau. Thank you.
tiếp tục bắt một nồi nước sôi để luộc mì, cho một ít dầu ăn vào nước và luộc mì trong khoảng 8 phút. Sự chia sẻ của mình, hy vọng bạn sẽ bổ sung thêm món ăn nữa.